Tôi chào tất cả anh em nha. Trước mắt anh em đây là cái dòng Hyundai R300 LC, dung tích gầu là một khối 27 nha anh em. Và đang chuẩn bị bàn giao. Bên vận chuyển cũng đã tới rồi. Đây. Con này là đời 2010. Mình sẽ đi vòng cho anh em xem. Con này em giao về Đắk Lắk nha anh em. Máy rất là đẹp luôn. Sẽ đi trên một vòng cho anh em tự đánh giá. Con này thì khách yêu cầu là sơn rầm này nè. Sơn rầm. Bên mình cũng đã sơn rầm lại cho khách hàng và mình cũng đã kiểm tra bảo dưỡng, thay dầu, thay lọc, kiểm tra lại hệ thống thủy lực, hệ thống điện, máy lạnh. Nói chung là con này là full option đấy. Nó có thắt lắp nhanh nè, đường ống búa đầy đủ. Giờ mình lên một thôi, lên một tiến hành bằng giao thôi. Thì cũng cảm ơn tất cả anh em trong cái thời gian qua tưởng mình phải mình và ủng hộ mình khá là nhiều xe. Rồi chúc anh em lấy máy về làm bằng phát triển. Ngày mai bên mình tiếp tục về cái dòng Kobe XK200, 135 và Hyundai 380 khách hàng cũng đã đặt rồi. Mình sẽ về là chọn lại. Sẽ để cái máy quay đây để quay lên máy nha.
giờ máy cũng đã lên thành công rồi, giờ bên cho tài xế xích nữa rồi cho đi luôn nha. Đây sẽ quay lại một lần nữa cho anh em xem. Về liên tục và ra liên tục em. Anh em nào có nhu cầu về máy đào thì cứ lên mình tham khảo, nếu mà được hợp giá anh em ưng ý con máy thì anh em mình tiến hành làm việc với nhau, nếu mà không hợp ý thì coi như anh em đi tham khảo và mình mời anh em đi cà phê để trao đổi thêm một số vấn đề thôi. Rồi xin chào và hẹn lại tất cả anh em trong những video sau nha.